Chào tất cả anh em. Nay làm clip cập nhật tới anh em, hai em Zippo mới về anh em ơi. Bên phải là em Hải Quân Mỹ Navy Polyprat đồng nha anh em. Bên trái là em Cà Rom bản tái bản kỷ niệm 75 năm thành lập hãng ha. 1932-2007 nha anh em. Số điện thoại em tiêu là clip ha. Anh em nào có nhu cầu tiện hai em nói về chơi thì cái alo mình ha. Trên tay giới thiệu với anh em trước ha. Đây là em Hải Quân Mỹ nha anh em. Polyprat đồng ha. Khắc chìm hai mặt. Mặt trước mặt sau luôn anh em. Rất là tinh tế ý nghĩa cho anh em trên tay. Chính hãng Zippo Mỹ ha. Tẩy bằng nha anh em. Hộp đựng giấy tờ mã vạch chính hãng đầy đủ ha. Mới 100%. Zin từ A tới Z. Chưa hề đụng chạm tới em nó ha. Mới về show tới anh em luôn. Chìm rất là tinh tế và ý nghĩa. Lực lượng Hải quân Mỹ ha, Navy. Hai mặt, mặt trước mặt sau. Hàng Mỹ thì rất nhẹ lửa nha anh em. Để nhẹ rồi lên ha. Độ bền cao. Anh em nào đã ủng hộ mình thì quá rành rồi ha. Zin từ A tới Z luôn. Anh em nào có nhu cầu tuyển em nói về chơi thì cứ alo. Số điện thoại mình tên tiêu đề clip ha. Mới 100%. Hôm nó mới về show tới anh em luôn. Từ A tới Z ha anh em. Polyprat đồng Navy ha, Hải quân Mỹ ha. Còn đây là em 75 năm bản tái bản kỷ niệm anh em ơi. Thành lập hãng ha. Rất là tinh tế. Ở giữa có cái ngọn lửa nha anh em, cách đều ha. Mặt sau trơn bóng nha anh em. Cà rom trắng, trơn bóng sạch sẽ, đáy lõm nha anh em. Hàng cũng mới 100% luôn. Zin từ A tới Z, anh em sử dụng hoặc làm quà biếu cũng ok. Hộp đựng giấy tờ đầy đủ, mã vạch chính hãng đầy đủ luôn. Mới 100% full box. Anh em nào xem hình ảnh chi tiết, các anh em xem hình ảnh chi tiết em nói thì vô link trang Facebook ở dưới phần miêu tả video ha. Vô trang Facebook mình xem ha. Giá anh em kéo xuống mô tả video xem giùm luôn anh em. Mình bao ship miễn phí toàn quốc cho anh em chơi ha. Ship toàn quốc cho anh em. Cà rom trắng 75 năm nha anh em. Số 75 năm. Lồng vào trong là cái ngọn lửa. Ở dưới là chữ Gia 1932-2007 ha. Mã vạch đầy đủ. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh mình ha. Zippo Tuấn Nguyễn cho anh em. Giấy tờ kèm theo luôn. Rồi tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ha. Cảm ơn anh em.